Namotasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa. Namo Tassa Brahmachaloka Dipati Sahampati Katanliang Ayachatha Parachakachatika Desetutamang Anukang Bimang Pajang Saddam Bare Winayan Chakayang Suttan Chadang Suttan Chabangdam Abidam Machamma Ako Chayang To Janusak Chadangdam Papodaneye Parisayamakche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân xa. Độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, nhưng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh và toàn thể đạo tràng. Dạ, đạo tràng của chúng con đã được thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, xin phép con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Ca Giá. Kính đảnh lễ chư lãnh đạo, tượng chư thượng, chúng ta học đến cái câu là các vị Kê Sa Bú Tát. Thì trước khi học vào bài học thì sư cũng xin trình bày sơ qua cho quý vị biết về cái xứ gọi là Kê Sa Bú Tát. Là một cái của người dân Kalama. Đây cũng có nhiều cái bài kinh đã được Phật thuyết giảng, và cái kinh thành nó là Kê Sa Bú Tát. Thì Kê Sa Bú Tát nó là một cái kinh thành thuộc cái quốc độ Cô Xá Lá. Nó là có một cái nơi mà nổi tiếng chùa
Sena Đí là quý đu đốc. Khúc của Sắc Cái Giá, nhưng mà vì cái người thứ người cho nên dòng tộc Sắc Cái Giá mới đem gả vua Bát Xê, không có muốn cái dòng tộc của mình pha trộn dòng tộc khác, cho nên mới đem cái người người cái cô gái này là con của một gã cho vua Bát Xê nó đi Ba Tư Nặc. Và khi mà vua Đốc Phá trở về anh sợ quên Cà Pì Lâu Quá Thú đó, thì không có được tôn trọng, cho nên ông ta đã ghim cái mối hiềm hận. Sau khi mà lên thì đã trở về Cà Pì Lâu Quá Thú và tru diệt cái dòng họ Cúc Cà. Thì ở xứ Cù Xá Lá thì nó chia ra làm hai, ở phía miền Bắc và miền Nam. Thì nó có nhiều cái kinh kinh thành, mà cái kinh đô thì đặt là ở kinh đô, nó là nó có nhiều cái kinh đô, nó là kinh đô, nó là Sa Quách Thí. Còn có nhiều cái kinh thành quan trọng như là Á Chí Ra Quá Tỳ, Xuân Đá Ri Cà, rồi cây sáp bú tá của dân Ta La Má mình sẽ đề cập trong cái bài học hôm nay, rồi chanh đá lá cấp bá quất bắp cấp bá chanh đá lá cấp bá tô rá ná quá thú đăng đá cấp bá ná gá rá huỳnh đá ná lá bá ná lá cấp bà ná na lan đa bành. Các hà lúc đòa rá xê tá sẽ đi dòng cái chánh kinh đọc và sau đó sẽ giải thích từng phần. Thì cái bài bài các vị ở cây sáp bú tá này rất là dài, tới là 17 đoạn. Thì hôm nay đoạn các vị chị ở Bú Tá như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa dân Cô Xá Lá cùng với đại chúng tỳ kheo, đi đến một thị trấn của các người Ca La Má tên là Kê Xá Bú Tá. Vua Tông là thích tử Xá Bú Tá, tiến đồ tốt đẹp đẹp như sao được đi về Sa Môn Gotama. Ngài là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Lành thay nếu chúng được ý kiến một vị A La Hán như vậy. Hai, rồi các người Ca La Má ở Kê Sa Bú Tá đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên,
Có người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân ngủ rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Thế Tôn ngồi xuống một bên, có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người im lặng ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các người Ca La Má ở Kệ Sa Bú Tát Tôn: Bố Sa Môn Bà La Môn, Bạch Thế Tôn đi đến Kệ Sa Bú Tát chúng con làm sáng tỏ chói sáng quan điểm của mình, nhưng chúng lại bài xích quan điểm của người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn và có một số Sa Môn Bà La Môn khác cũng đi đến Kệ Sa Bú Tát chúng con, chúng làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, chúng bài xích quan điểm của người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với chúng Bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ, phân vân trong những tôn giả Sa Môn này, ai nói sự thật, ai nói láo? Ba, đương nhiên này Ca La Má, các người có những nghi ngờ. Đương nhiên này Ca La Má, các người có những phân vân trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các ngươi đương nhiên phải khởi lên phân vân. Này các Ca La Má, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo lập trường, chớ có tin vì đánh giá bởi những dự kiện, chớ có tin vì những phù diệu giới định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Ca La Má, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị các người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Ca La Má hãy từ bỏ chúng. Các người nghĩ thế nào? Này các Ca La Má, lòng tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh. Bạch Thế Tôn: Người này có tham, này các Ca La Má, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến và người nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy, làm con người ấy bất hạnh lại hay không? Thưa có. Bạch Thế Tôn: Nhà ngươi nghĩ thế nào? Này các Ca La Má, lòng sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh. Bạch Thế Tôn: Người này có sân, này các Ca La Má, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người nói láo, khích lại người khác cũng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có. Bạch Thế Tôn: Nhà ngươi nghĩ thế nào? Này các Ca La Má, lòng si khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh. Bạch Thế Tôn: Người này có si, này các Ca La Má, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, có làm cho người ấy bất không? Có. Bạch Thế Tôn: Bản các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện. Bạch Thế Tôn: Có tội hay không có tội? Có tội. Bạch Thế Tôn: Bị người có trí quả trách hay không bị người có trí quả trách? Bị người có trí quả trách. Bạch Thế Tôn: Nếu được thực hiện bất hạnh khổ hay ở đưa đến bất bảy đoạn, còn lại thì chúng ta sẽ học
tiếp tục vào những cái buổi sau. Thì qua cái phần chánh kinh chúng ta thấy rằng đó, người Kalama họ rất là hoài nghi, rất là phân vân bởi nhiều cái đoàn Bà La Môn. Những cái vị Bà La Môn này đó, họ đến cái xứ Kesavuttā này đó, rồi người nào cũng giảng dạy cho là cái giáo thuyết của mình là đúng đắn nhất, rồi bài xích chê bai, miệt thị những cái giáo pháp khác của các vị Bà La Môn khác. Cho nên người Bà La Môn, những người Bà La Môn này đó, làm cho người dân Kalama họ đâm ra họ hoài nghi. Bây giờ nghe, cứ nghe vị nào cũng cho mình là đúng, chê trách bài xích những người khác, miệt thị cho cái giáo pháp khác là sai lầm. Cho nên người Kalama họ đâm ra họ hoài nghi tất cả, không còn tin vào ai hết. Cho nên một lần mà Đức Thế Tôn đi đến, họ đã đi đến và trình bạch lên cái sự việc ở Kesavuttā. Thì nhân đó mà Đức Phật giảng dạy về cái bài kinh để thiết lập một cái niềm tin đúng đắn. Thì quý vị biết rằng đó, trong đời sống, trong sự học hỏi, trong công việc, khi mà chúng ta làm mỗi một cái việc gì đó đều phải có cái sự tin tưởng. Quý vị muốn học một cái ngành học nào thì mình cũng phải tìm hiểu, mình tìm hiểu kỹ lưỡng, sau đó mình có cái niềm tin, mình tin vào cái phương pháp, cái môn học của mình, sẽ đem đến lợi ích cho chính bản thân. Khi mà chúng ta học xong những cái môn học đó, chúng ta sẽ có được một cái hiểu biết, một cái kiến thức, để chúng ta làm việc, để đem đến cái của cải, tài sản, chúng ta đóng góp vào cái công sức cho xã hội. Chính nhờ có một cái niềm tin như vậy đó, thì cái người này sẽ cố gắng học hỏi, thành thạo, nắm vững cái nghề đó. Sau khi mà học hỏi thành thạo, nắm vững các cái kỹ thuật, thì cái người này sẽ áp dụng cái nghề nghiệp vào cái đời sống, tạo ra của cải, đem đến cái lợi ích để nuôi sống bản thân, nuôi sống cho gia đình. Hoặc là khi mà chúng ta ở nhà trường, thì chúng ta cũng tìm đến những ngôi trường có những cái vị danh sư, những vị thầy giỏi giang về những cái môn học, và chúng ta sẽ vào học ở những cái ngôi trường đó, để có được những cái kiến thức về văn hóa, học thuật, nghệ thuật, để chúng ta có được những cái hiểu biết. Rồi ở trong cái sự tu tập đó, thì nó còn quan trọng hơn những cái nghề nghiệp hay là những cái học thuật của xã hội. Vì khi mà chúng ta muốn tìm cái phương hướng để tu tập, thì chúng ta phải chọn lựa những cái tôn giáo đưa đến một cái đời sống an lạc, nhẹ nhàng, thanh tịnh ở đời sống hiện tại và hướng đến cái con đường giải thoát trong ngày vị lai. Do đó mà khi mà chúng ta muốn tu tập, muốn tìm hiểu về các tôn giáo thì phải cẩn trọng. Do đó mà Đức Phật đã dạy cái phương pháp thiết lập một cái niềm tin chân chánh ở tại xứ Kesavuttā này, để chỉ dẫn cho những người dân xứ Kalama, những người dân thuộc bộ tộc Kalama.
Thì quý vị biết rằng người ta nói rằng nếu mà một vị nguyên thủ quốc gia mà sai lầm sẽ tai hại cả một cái quốc độ, một ông bác sĩ, một vị thầy thuốc mà sai lầm thì sẽ giết chết một cái bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà một cái người muốn tu tập mà chúng ta chọn một cái phương pháp sai lầm thì sẽ trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi khổ đau không biết bao nhiêu triệu kiếp. Cho nên cái phương pháp tu tập đó chúng ta cần phải chọn lọc, xem xét thật là kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin vào một cái điều gì. Thì quý thấy rằng sau này nhiều cái nguồn kinh điển, ví dụ như kinh điển của bên Phật giáo thuộc Bắc truyền, thì quý vị thấy rằng cũng là như thị ngã văn, như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở đâu đó, ở núi Linh Thú vậy đó. Nhưng mà đó chúng ta nghe rồi có nhiều người cũng tin đó là cái lời dạy của Đức Phật, rồi vội vàng áp dụng theo đâu những cái phương pháp đó để mà tu tập. Nhưng mà những cái phương pháp này khi bài mở đầu thì nói rằng là do lời Phật dạy, nhưng mà sự thật đó nếu mà chúng ta đó không có cẩn trọng xem xét thì giống như cái nhãn hàng, người ta có thể người ta in rồi người ta dán vào một cái vật nào đó, ví dụ cái vật này á, làm từ Trung Quốc, nhưng mà những cái người thương buôn ở Việt Nam họ mua về họ mới gỡ những cái giấy mà chứng nhận của Trung Quốc ra rồi họ dán vào là sản xuất ở Việt Nam. Thì ai mua món hàng đó cũng nghĩ là hàng ở Việt Nam làm, nhưng mà sự thật ra đó cái chất lượng, cái phẩm chất của cái món hàng này nó không đúng, nó không đúng cái nguồn gốc xuất xứ của cái món hàng này. Cho nên đó chúng ta muốn biết cái món hàng này cái chất lượng nó như thế nào, chúng ta phải kiểm tra kiểm nghiệm đâu đó, rồi chúng ta sử dụng một thời gian, thì chúng ta mới biết được cái chất lượng của cái món hàng này. Thì cũng vậy, rất nhiều những bài kinh, họ cũng cho rằng kinh này là của Đức Phật thuyết giảng, nhưng mà khi mà thực hành, nó có đem đến cái sự giải thoát, cái sự an vui hay không, hay là nó làm tăng trưởng cái thiện pháp, làm cho ý chí mà không phân biệt đúng sai, làm gợi cái lòng tham, những cái lòng tham muốn để tái sanh vào những cái cảnh giới cực lạc, rồi dùng những cái hình thức cầu khấn vãng sinh, hay là những cái hình thức để giang giái lễ bái các cái thần linh, thì quý vị thấy rằng nó có nhiều cái hình thức, ví dụ như là phải sám hối là phải lại 108 lại với các cái hồng danh của các vị Phật, hay là rồi phải có những cái pháp họ thực hành như là tam bộ nhất bái, tức là phải đi ba bước lại một lại, hay là nhất bộ nhất bái đi một bước lại một lại để sám hối các cái tội lỗi, hoặc là những cái hình thức lễ lại, lúc mà sư
đi qua chỗ Bồ Đề Lão Tràng. À, thì à, những cái vị mà sư người Tây Tạng đó, à, mấy ông lại mấy ông nằm dài đó, à, nằm dài ở trên đất, thì à, thấy các cái đoàn mà Phật tử à, của bên Bắc truyền với mấy thầy rồi à, mấy à, mấy ni hay là bên à, mấy cái đoàn của à, Phật giáo Khất Sĩ à, thì họ cũng cũng làm theo, họ thấy mấy cái vị này họ cũng làm theo à, rồi cứ đi nhiễu quanh cây bồ đề à, cứ ba bước lại một lại hoặc là có người một bước lại một lại à, để cầu mong à, để cầu mong là giải thoát, cầu mong để à, giảm thiểu những cái tội lỗi à. Mà một điều hết sức là ngớ ngẩn à, chúng ta đi đến cái chỗ mà của Đức Phật à, Đức gọi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà đi nhiễu quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng á, thì cứ đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à, quý vị thấy nó có mâu thuẫn hay không à, mình đi đến chỗ Đức gọi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà cứ đọc hồng và A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à, thành ra đó chúng ta có một cái niềm tin lệch lạc, rồi cái phương pháp tập của mình cũng sai lệch à. Thì làm cái đường lối thực tập thực hành đó, một người nếu mà có cái ý muốn tìm hiểu và thực hành theo một cái phương pháp nào thì Đức Phật dạy là chúng ta phải cẩn thận xem xét à, những cái phương pháp này đó, khi mà chúng ta tu tập thực hành à, nó có đem đến cái sự giảm thiểu dính mắc à, nó có giảm thiểu được à, những cái trở ngại trong cái đường hướng tu tập à, nó làm giảm thiểu được cái tham sân à, giảm thiểu được những cái mê lầm à, thành ra đó chúng ta cần phải nghiên cứu thật là kỹ càng à, trước khi mình xác lập được cái niềm tin à, tại vì trong sự tu tập thì cái niềm tin nó rất là quan trọng à, chỉ cần chúng ta lệch lạc thì chúng ta sẽ bị sai lầm à, giống như cái người mà đi ở trong rừng hay là người mà đi ở trên biển à, chúng ta cần phải xác lập cái phương hướng một cách chính xác à, dựa vào những cái sao, ví dụ như là chúng ta dựa vào cái những cái chòm sao nào đó à, rồi hoặc là ban ngày thì chúng ta xác định theo cái hướng mặt trời à, còn ban đêm thì chúng ta dựa vào những cái chòm sao để xác định rõ cái phương hướng à, và chúng ta khi mà xác định rõ cái phương hướng rồi thì cứ theo đúng cái phương hướng đó mà đi à, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi khu rừng hoặc là chúng ta sẽ à, đi đến cái bờ an ổn. Còn à, chúng ta à, không xác định được cái phương hướng một cách đúng đắn rõ ràng à, một lúc thì chúng ta theo cái hướng bên này, một lúc thì lại quay qua cái hướng khác à, thì như vậy đó chúng ta không có đi đến cái mục đích an ổn mà sẽ trôi trôi nổi ở trên biển và sẽ chịu đựng nhiều cái sóng gió, những cái tai ương à, những bão tố phong ba à, cho nên cái sự mà thiết lập cái niềm tin nó rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập à, mà chúng ta nếu không suy xét cẩn trọng à,
chúng ta rơi vào những cái mê lầm tà kiến thì không phải chỉ tai hại một kiếp này mà còn tai hại trong nhiều nhiều kiếp. Thành ra đó, ngay trong đời sống hiện tại, nếu chúng ta có một cái phương pháp đúng đắn, thì chúng ta sẽ từ cái điểm xuất phát đúng rồi đó, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ mục tiêu đúng đắn. Còn mà ngay từ đầu khi mà chúng ta xuất phát đi, chúng ta chọn cái phương hướng sai lầm, thực hành những cái giáo pháp không đúng, không chân chánh, thì sẽ làm cho uổng phí cái thời gian, uổng phí cái công sức tu tập. Cho nên Đức Phật mới chỉ dạy một cái cách thức để chúng ta xác lập niềm tin. Ở trong này Đức Phật đã nhắc là khi mà chúng ta xác lập niềm tin thì không theo những cái truyền thống. Ví dụ như có nhiều người họ cứ ông bà cha mẹ hồi đó đi theo cái phương pháp nào thì bây giờ là họ đi theo cái phương pháp đó. Rồi khi mà nghe ông bà cha mẹ, những người trưởng thượng dạy, thì họ cũng tin theo. Có những người như hồi nãy chị nói, những cái bài kinh, nhưng mà họ nói là từ kim khẩu, từ lời Đức Phật thuyết, nhưng mà những cái bài kinh này nó không có hợp, nó có những cái sai lầm lệch lạc, cái phương pháp thực hành nó không đúng đắn. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng kinh in là cái lời này của Đức Phật dạy mà, ở núi Linh Thú, ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình không dùng trí tuệ mình xem xét, mình chỉ tin như vậy thì nó sẽ đem đến tai hại. Rồi khi mình tin vì có một số những cái người mà mình tin tưởng, người ta tin theo thì mình tin theo. Rồi có những khi mà mình tin vì mình thấy cái số đông, có nhiều người ta nói với sư là tại sao sư nói ở bên bên Nam Tông nhé, kinh điển rồi nó đúng, cái phương pháp nó đúng mà sao mà ít vậy, còn bên Bắc Tông á thì họ sai mà sao mà Phật tử rồi chùa truyền ta, Phật tử ta đông, chùa ta nhiều. Thành ra đó, cái số đông nó chưa chắc hẳn là đúng, mà cái số ít đó, chưa chắc hẳn là sai. Thí dụ quý vị thấy rằng đó, mình so sánh ở trên cái quả đất này đó, thì cái đất nó nhiều hay là cái vàng, cái kim cương nó nhiều? Cái số lượng, cái khối lượng đó chưa chắc nó lên, nói lên được cái phẩm chất quý. Còn cái phẩm chất cao quý là tự nó đã nói lên cái tính chất quý giá của cái vật đó rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng vàng là nó ít rồi, mà ngọc hay là kim cương á là nó còn rất là hiếm nữa. Nhưng mà cái phẩm chất của kim cương thì nó sẽ cao quý hơn. Cho nên chưa chắc gì chúng ta thấy cái số đông người ta tin là đúng. Ví dụ trường hợp trước khi mà ông Galileo ổng tìm ra được cái kính diễn vọng đó, thì người ta cứ nghĩ là cái quả đất là hình vuông, mặt trời là hình tròn, mặt trời là quay quanh quả đất, người ta cứ tin như vậy. Rồi đến khi mà ông Galileo ổng chế tạo được cái kính diễn vọng, rồi qua cái sự quan sát
ông thấy cái bóng của mặt trời đó, nó rọi qua cái ánh sáng mặt trời, nó rọi qua quả đất, và cái bóng của quả đất đó là nó che lên cái mặt trăng, cho nên á là cái quả đất đó hình tròn, mà quả đất đó là quay quanh mặt trời. Thì người ta không cái không chấp nhận cái thuyết này. Người ta cho ông này là ổng bị tâm trí không được bình thần, ổng khùng điên gì đó, ổng nói lên, rồi người ta bắt buộc ổng, nếu mà bây giờ ông muốn nói mà đúng như vậy á, tôi sẽ treo cổ ông lên. Cho nên là ông ta vì sợ chết, ông ta phải chấp nhận, rồi thôi bây giờ đó là quả đất hình vuông, mặt trời quay quanh quả đất, để được cái chết. Chứ còn nếu bây giờ mình nói đúng chân lý thì người ta không chấp nhận. Cho nên ông ta phải chấp nhận cái sai. Nhưng mà khi mà đưa ông ta xuống dàn, cái dàn mà treo cổ, thì ông ta nói dù thế nào thì nó quả đất nó cũng hình tròn và nó quay quanh mặt trời. Thì cho đến cái thế kỷ 20 này, người ta sau khi mà cái khoa học kỹ thuật tiên tiến, càng ngày càng tiến bộ, rồi con người có thể là lên khỏi cái không gian, vượt qua cái ấy, thì người ta mới thấy rõ ràng, cách đây cả hàng mấy trăm năm, cái ngàn năm, là ông Galileo ổng nói là đúng. Quả đất là hình tròn, mà quả đất thì quay quanh mặt trời. Nhưng mà vì hồi đó cái kỹ thuật, cái khoa học nó chưa tiến bộ, rồi người ta bị mê mờ trong cái dòng đó. Nhưng mà cái chân lý là nó không thể nào mà thay đổi được. Cho nên quý vị thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật dạy, trải qua hơn 2.600 năm, đến bây giờ nó vẫn còn đúng đắn. Tại vì cái chân lý nó là cao tột rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái đỉnh Everest, nó là cao nhất ở trên cái quả đất này, thì nó là đúng như vậy. Ngoài cái đỉnh Everest này không bao giờ có một cái nào mà cao hơn nó được. Thành ra cái chân lý gọi là nó là tuyệt đối, ngoài chân lý là không còn gì nữa. Cho nên á, cái chân lý của Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, rồi một cái trạng thái đạt đến hoàn toàn chấm dứt đau khổ, và một cái phương pháp thực hành để đạt đến cái sự chấm dứt đau khổ. Thành ra đó, cái chân lý này không phải chỉ dành riêng cho những người tin theo Phật, thực hành theo Phật, mà tất cả những chúng sanh nào có cái niềm tin đúng đắn, thực hành theo sẽ được lợi ích. Chứ không phải cái chân lý này chỉ để dành riêng cho những cái người người Phật tử không, mà tất cả những ai thực hành đúng theo cái phương pháp, đúng theo cái sự hướng dẫn chỉ dẫn, đúng theo cái chân lý thì sẽ đạt đến sự an ổn. Cho nên á, Đức Phật mới dạy những cái người dân ở Kesabuta hay là dân Kalama, phải thật sự cẩn trọng để thiết lập một cái niềm tin trước khi chấp nhận một cái giáo pháp nào, chấp nhận một cái tôn giáo nào. Thì đây là cái phần mở đầu. Còn chính cái đoạn sau, thì chúng ta sẽ học vào những cái buổi kế tiếp. Thì hôm nay thì cái bài học thì sư Trinh chia sẻ với quý vị một phần nào của cái bài học hôm nay.
Dạ, với phước báo này thì kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Ca Ngang, à, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử, à, có được một cái sự hiểu biết để xác lập một cái niềm tin, à, chân chánh, à, hay là gọi là có chánh tín, à, mà cái chánh tín này nó là cái thiện pháp là mở đầu cho tất cả các cái pháp thiện khác. À, còn nếu mà chúng ta có tà tính thì sao? Nó sẽ là mở đường cho tà pháp nó sanh khởi. À, cho nên à, chúng ta phải hiểu biết cái lời Đức Phật dạy, và chúng ta phải cẩn trọng xem xét, à, tự phản tỉnh xem xét coi cái niềm tin mình có đúng hay chưa. À, nếu mà cái niềm tin mình chưa đúng thì mình phải tìm hiểu, à, phải à, cẩn trọng xem xét lại, à, để chúng ta à, không có bị sai lệch, à, lệch lạc trên cái con bước đường tu tập, thì như vậy sẽ đem đến cái lợi ích. À, thì à, cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, và bây giờ thì cũng xin à, kính cung thỉnh chư Tùng Đức Trưởng Lão à, cùng à, chia sẻ thêm à, những điều, những bài à, điều trong bài học hôm nay, và cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang cũng như kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử à, có được thân tâm à, an lạc, trí tuệ sáng suốt, và thực hành theo lời dạy của Đức Phật đem đến sự an vui trong đời sống hiện tại, và hướng đến con đường giải thoát tốt đẹp trong ngày vị lai. Nam Mô Thầy Giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ, một lần nữa chúng con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây con xin kính mời sư Thanh Tâm, à, nếu mà sư còn ở trước máy thì sư trở lại. Dạ, còn nếu không thì con xin quý đạo hữu trong đạo tràng có thể đưa tay lên có câu hỏi nào đó. À, để nhờ sư Pháp Thanh giảng giải. Nhờ xin phép. Mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh, thầy kính chào đạo tràng. Thầy hỏi, thì thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 14 phút, sư đọc cho quý vị nghe cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Đây là một trong những bài kinh rất là thâm thúy, bài kinh rất là cốt lõi của Đức Phật, kinh Vô Ngã Tướng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như nghe như vậy: Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo,
nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thống, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, nên liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Quý vị vừa nghe qua cái ba cái chân lý, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Các pháp, vạn pháp do nhân sanh, nhân diệt, vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn đã từng giáo huấn như vậy. Vạn pháp do nhân sanh, vạn pháp do nhân sanh, nhân diệt, vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn từng giáo huấn như vậy. Dạ thưa quý vị, bây giờ là 10:20. Bây giờ mời quý vị ngồi quán, quán thân, quán tâm, để coi thấy lời Phật dạy là chân lý không? Thấy thân tâm của mình nó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi mời quý vị ngồi tĩnh tâm, quán cái thân, quán cái tâm này. Rồi, mời quý vị trở về với hiện tại. Hiện tại là tất cả, ngay bây giờ và nơi đây. Hành giả thấy thân của mình, nếu ngồi biết nó đang ngồi, đứng biết đang đứng, nằm biết đang nằm. Rồi, hành giả hơi thở, thấy sự chuyển động. Chuyển động thường là gió.
cái thân nó thở hít thở hít thở thở mà không hít vào là khổ, nó vô ngã à, nó vô ngã, mình phải thở thôi, hít thở nhã thấy biết tâm của mình, tâm của mình lo âu sầu muộn tham sân si phiền não, phiền não cũng là vô thường khổ ngã